Xin chào tất cả anh em quay lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ làm video mới về chủ đề là up những cái con hàng Brand Icon và Event Icon của mình lên 112 nha anh em. Hôm nay sẽ up trước là 5 con hàng lên 112 nha. Vì cái clip trước mình cũng đã nói rồi, những cái con hàng thường kia thì mình sẽ thay hết vào sắp tới nha. Ở đây là mình sẽ up những con hàng Brand Icon thôi. Trước tiên mình sẽ up Zidane nè anh em. Up con hàng Zidane từ 109 lên 112 nha. Anh em xem hết bao nhiêu XP và bao nhiêu coin. Mùa này theo up over chua chát quá anh em ơi. Rất là nhiều coin, tốn rất là nhiều coin luôn. Ok, up lên 12 thì hết 9 triệu 950 nè. Và khoảng 12 triệu XP, 11 triệu 200 XP nha. Đó, đây rồi mình up con hàng đầu tiên nè, là thầy hỏi Zidane lên nè anh em. Up hết 11 con này thì tốn khoảng hơn 100 triệu coin anh em, 100 triệu coin và chưa tính tiền fort nha, chưa tính tiền mua fort nha. Đây mình sẽ Fernando Hierro lên luôn nè anh em. Up 5 con hàng nha. Và mình hôm nay mình up luôn cả con Mane SBC nha, fort luôn cả con Mane SBC luôn rồi nè. Như hôm qua mình đã nói đó, cũng hơi tiếc nhưng mà thôi, cái này có cái cũ đi thì cái mới nó mới tới phải không anh em, cho nên thôi kệ, up luôn, up con Mane luôn nha. Ok, đây là Hierro nè, tiếp tới là mình sẽ up con Cannavaro lên luôn nha anh em. Okay. Up hết những cái con hàng Raikkonen vì những con hàng này mình dự định là sẽ để luôn team legacy những con hàng này thì mình mới up. Đây, bỏ hết những cái con hàng OVR hơn 100, CB hơn 100, cái hàng Ford bây giờ nó cũng rẻ nè, Ford 100 giờ những cái con hàng Ford hơn 100 thì giá nó khoảng chừng 600 coi là có một con hàng nữa nè, cho nên thôi Ford hết những con hàng này cũng là 9.950 nè nè. Cannavaro nha, mình thì cũng rất thích Cannavaro từ lúc Ý vô địch 2002 nè, cho nên thật cũng thần tượng cái lúc đó, cũng thần tượng Cannavaro lắm. Lúc mà Cannavaro mặc áo xanh lam của Ý mà giơ cao cúp vàng thế giới, ấn tượng từ đó nè. Ok, bây giờ mình sẽ up luôn con Mane SBC vào cho Gullit nha nè. Gullit 109 lên 1 đồng. 1 đồng. Nhiều anh em hỏi là lý do tại sao up 1 đồng là anh em phải hiểu là số lượng số coin mình up vào Mane nó nhiều rồi nha anh em. Anh em thấy trên cái con Mane đó là số coin nó tới 19 triệu coin đó. Là mình đã up từ trước rồi cho nên mình chuyển qua Gullit thì nó sẽ không đồng nha. Còn cái 1 đồng chứ, nói nhầm, sorry anh em, nói là 0 đồng. Và đây là XP cho Beckham nè. Beckham có thời điểm là muốn nhiều anh em muốn bỏ luôn đó. Lý do là XP nó chậm quá, sau này EA nó lại update lên lại đó nè. Mà hôm nay cũng chậm hơn tiến độ là mới 111 thôi. Ok, bây giờ mình sẽ up một số skill boost mình chơi lâu dài nha. Là skill boost đầu tiên là box to box nè. Mình sẽ up skill boost này lên 26 nè. Skill boost max của mùa này là 30 rồi anh em, 4 lần nữa. Nghe cũng ngán quá mà giờ lỡ theo cũng bắt buộc phải theo thôi. Ok, skill boost thứ hai là long shot của Zidane. Sắp tới thì cái long shot này nó sẽ có bản CR7 đó anh em. CR7 ST cũng xài skill boost long shot này nha. Mình cũng thích cái con Salah, một Salah hàng Utos anh em, cũng là skill boost long shot luôn. Ok, tới skill boost skin Skyr nè. Adama Traore với Lukaku sắp tới thì mình cũng thay rồi anh em. Nên thôi up tạm lên 25 vậy. Skill boost number 1 của Yassin bắt buộc phải up anh em ơi. Raikkonen mà, skill boost của Raikkonen thì trước sau cũng phải up lên thôi. Tốn quá nhiều coin luôn anh em ơi. Tìm coin thì khó mà tiêu coin thì nó nhanh lắm anh em. Đó, mình up một chút thôi là bay hết khoảng chừng 70 triệu rồi. Up có vài con vài cái skill boost thôi đó anh em. Nhiều anh em không đủ coi là chấp nhận những đội hình rất là thấp, không có tiền up thì phải chịu thôi. Bây giờ mình đó, cái đội hình của mình đã up hết 112 nè, những cái con hàng Raikkonen và có con Beckham thì cái max của VR của nó hiện tại thì chỉ có 112-111 thôi anh em. Ok, bây giờ mình sẽ vào thay một bộ áo đấu mới nè, như thường lệ một thói quen luôn. Bây giờ mình sẽ chọn áo đấu của Chelsea nha. Mình sẽ đá một trận vé tắc cho anh em thưởng thức nha.
anh em học được gì cách đá của mình thì học, còn anh em nào mà trình cao quá tay to quá thì thôi, không cần xem, không cần học nha. Mình video của mình chỉ là cho anh em những anh em trình độ thấp hơn mình, kiểu muốn học hỏi thêm thì xem thôi, còn anh em tay to thì có thể nét qua cũng được nha. Ok. Nhìn mình gặp cái anh bạn này, hình như là cũng người Việt Nam, tên là Già Gân anh em. Rồi, cái đội hình cái lít này cũng nổi tiếng lắm anh em, cái lít này nổi tiếng đá vé tắc rất là hay nè. Ok, để xem thử trận đấu này mình đá như thế nào nha. Wagner ra chân rất là nhanh anh em. Anh em thấy là bị ập vào rồi đó, nhưng mà Wagner nó vẫn ra chân kịp nha anh em. Ở đây. Đó là quả đánh đầu của Wagner luôn, anh em thấy không? Mà như cái clip hôm qua mình đã nói đó, Wagner nó đánh đầu thì không chắc chắn lắm, nhưng mà khi có quả đánh đầu thì nó đánh đầu rất là đẹp nha. Đánh đầu cái quả banh mình cảm giác nó rất là chắc chắn á, đánh là sẽ có bàn thắng. Có kiểu Wagner là như vậy. Ok, cứ sút xa của Lukaku này. Rất tuyệt vời nha, Lukaku nó rất là khỏe nha anh em. Khỏe nó càng lướt mà nó xoay cũng mượt nữa. Thánh Hối Zidane nè. Thầy Hối đá rất là tuyệt vời anh em ơi. Thầy Hối đá vị trí cam thì mình khẳng định là Kaka vẫn thấp hơn thầy Hối một bậc nha. Thầy Hối thể hình 1m85 mà đá vị trí cam thì rất là tuyệt vời luôn. Anh em coi nè, đó, quả đánh đầu của thầy Hối nha. Đầu của thầy Hối rất là tuyệt vời luôn anh em. Xoay cũng mượt. Xoay một phát là con CB đứng hình luôn. Cái Lukaku tạt cho thầy Hối tiếp nữa. Đó, thầy Hối lại ghi bàn. Thầy Hối đá vị trí cam là hiện tại là số 1 luôn rồi anh em. Chắc là tốt nhất vị trí cam luôn rồi. Quả đá phạt của David Beckham. Beckham đá phạt thì chắc không đỡ được rồi. Đây, xem Wagner có xoay được quả này không anh em. Truyền, quyết định truyền cho thầy Hối và sút. Xem quả đánh đầu cuối cùng của không thành công anh em. Đánh đầu của Van Dijk thì quả được quả mất mà không thành công. Rồi, chiến thắng được 98. Tỷ số là 98 nha anh em. Bạn đó hơn mình tới 2 over và hơn tới 2 rít cho anh, 4/4, mình 2/2 thôi anh em. Xem cái bảng play by play xem như thế nào. Có cầu thủ nào chặn được lên bảng hay không nha. Rồi, không Yasin cũng không được lên bảng, không ai được lên bảng hết anh em. Okay, bây giờ mình sẽ vào một trận đấu mát của cái event này để test xem những cái cầu thủ mình vừa up á, nó sẽ đá, mình thả auto nha. Cái trận này mình sẽ thả auto để xem những cầu thủ nó thể hiện như thế nào và anh em xem cái độ đá khôn của nó như thế nào nha. Những cầu thủ này thật sự như có nhiều ngày mình thả auto những cái trận head to head luôn anh em, để kiểu như làm nhiệm vụ thôi chứ không phải là đua rank đâu, nhưng mà mình thả nhiệm vụ những cầu thủ đá rất là khôn luôn anh em. Nó đá nó truyền những quả ảo diệu mà kiểu mình đá cũng không được á. Kiểu như là mình đá cái kiểu đó không được, nhưng mà nó đá nó rất là ảo. Mình thấy nhiều quả nó truyền xa nè, nó truyền dài nè, chọc khe nè, rất là hay luôn. Và những quả truyền về cũng rất là hay. Ok, anh em xem tới đây thì thưởng thức cái đoạn auto này nha. Đoạn auto này và mình xin dừng ở đây. Và anh em nào mà xem video mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và sắp tới là có nhiều dự án làm video mới và hay hơn. Có anh em có đóng góp ý kiến gì về những video của mình thì thả bình luận ở bên dưới cho mình luôn nha. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Xin chào.
Drive me around in your red Ford. Shivers down my spinal cord.